Xin chào các bạn, sau đây mình xin giới thiệu với các bạn về mẫu iPhone 10 hay còn gọi là iPhone X. Mẫu iPhone này thì nói chung là nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại là năm 2021 thì sử dụng mẫu iPhone này cũng là bình thường rồi. Nhưng mà nhiều khi nhiều bạn ấy thì không có cái điều kiện về kinh tế thì sẽ rất là khó để mua một chiếc iPhone mà mới, một chiếc iPhone đẹp mà iPhone mới bây giờ thực sự rất là khó, bởi vì nó rơi vào hai mấy triệu rồi thì không phải bạn nào cũng đủ sức để mua. Thì mình thôi thì người ta dùng trước thì cũng người mới ta thì mình sử dụng cũng được, mình thấy cũng không vấn đề gì. Thì nói chung về thông số của iPhone thì đây là bản 128, đây là bản 128GB nhá. Nhưng mà nói chung nhìn chung thì mình cũng sẽ không nói nhiều về thông số, bởi vì cái này các bạn biết rồi, bóc cho các bạn xem này. Đấy, mình chỉ nói qua sơ qua các bạn. Thiết kế cái iPhone này thì nói thật ra là rất là nhỏ gọn luôn. Và iPhone rất là nhỏ gọn, nó không hề có một cái gì gọi là bước vào túi, nó không bị kích túi, nó nhỏ gọn và nó dễ sử dụng, dễ làm việc. Thì nhìn chung đây là một chiếc iPhone rất là đáng mua hiện tại, không phải là ai cũng có thể là đủ điều kiện để tiền để sở hữu một cái iPhone nó quá là đắt đỏ, đúng nhỉ? Thì mình sử dụng chiếc iPhone này thì là hợp lý, hiệu quả kinh tế. Nó sẽ giúp cho mình có những cái trải nghiệm cầm nắm chắc tay, những đồ đắt tiền khác, mặc dù nó là công nghệ của những năm 2020 rồi nha, công nghệ cầm nắm chắc tay đó. Chắc có năm 2019 thì 20 rồi. Mua 2019 chắc tay thì giá thành của chiếc iPhone này nó rơi vào độ khoảng như bây giờ mình mua là rơi khoảng 8 triệu ở trên Shopee. Ở cái chỗ cái anh mình mua này thì mình sẽ không giới thiệu, bởi vì giới thiệu thì sẽ bảo là mình quảng cáo quảng kiếp như này khác, nhưng mình cảm nhận được là mặc dù trên Shopee thôi nhưng mà mua về sử dụng vẫn rất là bền bỉ, nên mình sử dụng 6-7 tháng rồi không vấn đề gì. Nhìn chung thì đây là một chiếc điện thoại mà mình thấy là xứng đáng để mình bỏ tiền ra mua, cầm nắm chắc tay luôn. Điện thoại đẹp, chất lượng, viền vùng các thứ, vỏ kim loại ok. Đấy, rất là đáng để mua luôn, xứng đáng để bỏ tiền ra để sở hữu một chiếc điện thoại như này. Điện thoại đẹp, chất lượng. Quay mặt tí không các bạn, để mà không biết mình là ai. Quay mặt tí. Rồi, ok. iPhone đẹp, chất lượng, hiệu quả, kinh tế. iPhone X. Vâng, bạn nhìn camera, cụ camera của nó. Cần mua một con này thôi, xài sướng rồi. Không cần thiết phải mua một con mà quá chi là nhiều tiền. Đẹp, chất lượng, bền bỉ, hiệu quả.